Được, Đâu được. có ông nào Anh có đang máy bay đúng không? kia bạn đam mê làm y nhưng bị bắt là công an. Đây xe e gì? Cái gì đấy em phán trời. Đây là không có ông nào có máy bay bốn luôn bốn hả? Ngàn cũng nhỏ rồi. Không sao nhưng mà tôi thích. Đây xe e gì vậy lúa? Để làm gì? Hả? Xe e gì? Xe bây giờ. Ủa mọi người làm sao để đưa tay chào cờ mọi người? Salute. Salute. Hai. Salute hai. Salute 2 à? Salute 2. Trời ơi. Gì đấy? Salute 2 ok ok. Lỡ cho anh em trải nghiệm. Sao không thấy? Cho anh em mua. Là anh em yêu. Dạ rồi. Đến trấn áp tội phạm quá. Chào các bạn. Anh em đâu rồi? Đúng rồi, phải chào người ta trước. Không tôi về với bảo chào công an chửi đấy. Không phải nó bảo công an này kia rồi nãy chắc rồi. 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 Ngoài bảo anh trai em chưa để bảo chưa anh chào ơi, chết không mà để mấy cứu nè rồi chắc lê rồi anh em đón tôi về với cho anh em đi tuần tra lên chế cần thử chiếc xe này bữa vui vui mét đây bên 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 room dưới mây mấy cá mập đang sở hữu bọn này hộp nhỉ cho tôi về gara nào đấy. Ok tôi được anh nào đấy với. Em đi đâu đây đây? Ủa máy xe nãy chạy 400 mấy giờ còn 300 mấy à nó hư rồi. Xe này á? À? Ừ. Đây đi 400 mấy lên cơ. 450. Anh nhỉ, từ để tôi về lấy con Bugatti xem đi bao nhiêu. Nó con này đi châu. Con này châu này mà, này châu mà xe này là xe mua trong kia của người ta. Gì ấy? Dưới đi. Nó xe này chưa tao chưa đang chạy về đồn có gì bất cứ mày đúng làm biến không à mày đúng mò luôn á anh mày muốn qua bích gì để tao xíu con xe này con xe đồn công an nè 400 nào ơi mua con này luôn rồi hả nhỉ yeah. Nhảy cho tao Gmail Quy. Anh có mua súng ngành không? Quy nhảy tao Gmail Quy. Ba này nhận nha. Có. Quy ơi. Dạ bán hả? Ờ cái lúc mà mình bắn banh hay gì đó, ngồi trên xe bọc thép được DB mà đúng không? Được, còn không, chưa fix thì còn dùng không, được chứ. Không hoàn cấm rồi mà. Không được à? Ừ. Ok anh bình thường anh thấy được á, hôm nay nói ông kia nó thông em. Áo hồi sáng. Hồi sáng ông kinh ông kia kìa. Ông bắn không rồi ông nói là cái này chưa fix thì vẫn còn dùng được. Lên trong tiệm này, lên trong tiệm này. Cái này phải không? Anh rồi spam giùm em hai con máy bay coi. Trong đồn của ai có máy bay sao ấy. Anh Hào mua hết combo của đồn công an rồi hả anh Hào? Thiệt luôn hả anh Hào? Giàu dữ trời. Người ta có tiền nói gì kỳ vậy? Sao tôi không biết vậy? Ý nó là anh Hào mới chơi được ngày thứ hai cái anh Hào mua luôn à? Đây đây chờ em chơi một tí. Mua lúc mới vô công an. Ui. Chị em hiểu anh nha, mọi người ơi. Alo alo ai gì? Để em bắn đi mọi người, bắn băng đi mọi người. Tiệm vàng kìa, tiệm vàng kìa, lấy máy bay kìa. Tiệm vàng đi mọi người. Đây 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 đây. Đây máy bay nè. Bay hai con một tiếp ấy. Ai gì? Gì? Mua giáp trong đạn cái. Gì vậy lại? Hôm qua lúa gì về học rồi. Kéo trực thăng đi, trực thăng đi, trực thăng đi, trực thăng đi. Mọi người bắn cũng được hết á. Có cái cứu người ta được một chuyện. Lúa à? Em nghe anh. Hôm qua tụi em học rồi về không nói lại à? Nãy em quên. Quy ơi, đang qua nha Quy. Không mình phải giúp mấy cái VIP mình mới được một cái cây Ska ta. Có gì vậy nè, lên đi. Ê, lên nóc nhà đi tao, sờ ba máy bay cho nào bay nè, lên nóc nhà đi. Lấy thôi lấy máy bay thôi. Đây là lên nóc rồi tao lấy máy bay rồi cho. Đây là đâu rồi, ra ngoài nè. Ờ mẹ, nhùi ơi, hôm qua vừa mới vào. Mày đi nó đang này rồi, không được cái gì đâu. Cái gì vậy? Sao mày cứu người đây, vô đi. Con đi chết rồi, sao đi. Gì vậy, cái đi. Ok, có okay. Lúc okay. Mày vào hộp này em mới nghe được cái lực này cho phép chi nẻ bắn buôn thôi. Ủa, sau nó dễ thật quá. Em mới vào là hợp, mọi người hợp khách xong rồi. Nói chung là cướp. Ê, mèo. Cướp là không có DP nữa.
chị lấy xe đi 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 đảo. Cái tao rồi đó. Cái tao rồi đó. Hello mọi người, cái phòng bắn băng á, cái này cái xe băng thêm một chiếc đi. Mọi người ơi. Cánh tiệm vàng mà. Mũ đen, mũ đen, mũ đen, mũ đen. Lên 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 rồi bắn băng. Tiệm vàng anh Dương. Tiệm vàng mà em. Có gom tiệm vàng dưới luôn rồi, ông muốn gom tiệm vàng không? Tới mới đã. Đi đi lấy trực thăng đi, thêm chiếc trực thăng, bắn tìm nhìn được hai chiếc trực thăng hay một chiếc vậy? Hai chiếc. Hai trực thăng ba cục thép. Em phải mở lò cái kia đây một chiếc này nè. Hai cục thép. Nè có một chiếc trực thăng nè, lấy ai lái đi heo đái cho. Một chiếc thôi nha, còn một chiếc heo, một con đồ chiếc nhất thôi á. Hai chiếc rồi đó. Ủa sao một thép đợi đợi xem một thép này. Bọn nó trên nhà thờ này. Có gì vậy? Nhà thờ có này nha. Coi chưa, coi chưa. Anh em đứng ngoài đợi ra, đợi ra từng chủ vào. Coi chi mọi người. Black Black Arrow quá xe hát rồi kìa. Ui cũng coi cho nó chết. Tập trung đi anh em, tập trung đi. Nè hai chiếc trực thăng nè, lấy một chiếc ai lái đi, ai lái đi. Còn 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 thêm chiếc mấy chục thăng thôi à, không lấy hai chiếc, bảy chiếc được. Rồi ok thôi đi 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 xe nè. Ca enter đi em ơi, ca enter đi. Mày nó luôn. Ủa tụi nó được thủ hoa viên không? Được, đang thủ mà, đang nhảy phòng rồi. Tụi nó được còn lên. Số mày là? Đang nhảy vòng là tụi nó không được đẩy hoa viên. Trên nóc quá trời luôn. Nóc có cả trực thăng được đâu, cái nóc kiểu lại bắn thế. Mày ơi, lũ một bánh là lũ chưa chặt chân lũ. Bắn mà. Đó là đông như lũ luôn. Thôi kìa, chưa thì nó lủng rồi. Cái nóc rất đông. Nóc vào. Cái nóc nó đông quá nha, cái nóc nó nhiều quá. Lên em ơi, trông ơi. Nè anh em ơi, không được bắn lục nữa đâu nhá. Chưa, trước xong mới bắn nha, trước xong mới bắn lục nha. Thôi mày bay quá ai bắn đấy. Ai lại đi, ai lại đi. Sao có bắn lại bắn mình. Ờ, em lại à? Ủa, cho bắn lục AB mà. Sao được bắn lục, bắn được bắn lục chứ. Anh lại, ủa, không được bắn hả? Nãy thế anh rồi không được bắn. Tôi đế nhìn thấy nó không? Được mẹ, tôi đế nhìn kỹ được. Ủa? Không, hôm qua luật là cướp khi nào cướp xong ấy thì mới được bắn thôi chứ đâu phải bắn hoàn toàn đâu. Còn thời gian cướp là không được bắn súng trên xe. Ờ, cướp xong không làm bây giờ được bắn rồi đấy. Để nhảy lên nữa đi. Thôi không bắn lại bắn mình. Nhảy lên hỏi anh Duyệt, bắn nữa chắc nhá. Có mẹ đung. Các bạn biết công an mình à? Công an mình hỏi đâu mà. Quá hết độc hậu. Được qua đó, bàn với nhau rồi mà. Đọc tiền đông vậy. Tiền bắn nổ lớn rồi kìa, xuống đi lên nóc bắn luôn đi. Tiền nóc quá đông luôn anh em, máy bay đâu hết rồi. Đi Kết vọng nó đồng hậu, kết vọng Quay Báo xuống đi báo rồi kìa. Ờ, tại bị lắc tới xoáy kìa, ui dồi. Cái lồng má, thì chiếc xe mới sửa xong. Nó đông ấy. Chuẩn bị lủng bánh rồi. Rồi xong. Đầu quá hên, còn cái bánh đằng sau. Ôi, mở bên lủng một bên hả? Thì xe này cũng được hết. Đủ bánh. Bánh xe lủng cho le kìa anh em coi hài không? Đủ quá, coi xe nó hài. Ok. Cái cánh cho cổ hàng này, cái cánh cổ hàng này. Chết bột rồi, chết bột rồi. Cứ bắn được mấy viên nữa hả? À, nó núp sau thùng sắt cho mình nhớ nhìn thấy gì á. Chết hai rồi. À, ở dưới bắn lên, Để cho lắc đi vậy, ô, rồi lắc đi vậy. Chết ba. Đậu cổ nghe được nè. Con ăn, đậu cổ nghe bên đây được nè. Đây, vào đen đây. Có đậu thì nó nắp thì mang ở đây được nè, cô Nam. Chết bồ rồi. Ai? Lên nóc rồi, chết luôn. Lên nóc đồng hồ là của mình nè, của ai? Cái gì của mình, trẻ bắn vậy? Đồng hồ của mình. Trái lại, trái dở, trái lại còn hai qua viên, trái lại còn hai qua viên. Nóc trực thăng chết hết chưa lúa? Vẫn còn. Nóc trực thăng mới chết một rồi. Có ai không? Baby ball, có chảnh có ai không?